chị thấy ha. Cúng cho Lisa muối gạo ốc à, công ơn bác như trời biển mà nó xúc phạm bác, rồi nó có cái tâm giả tạo, nó ác độc, nó ác nhân, thất đức, nó xúi người dân là ba sạch, đốt sạch, giết sạch. Cái con yêu tinh này nó như vậy đó cả nhà. Con yêu tinh này nghiệp chướng này. Nhà thấy không? Con yêu tinh này thì mình phải con yêu tinh này mình phải cho nó ngồi như thế này. Anh chị em bà con chia sẻ lên đấu trường cho tới tay cho cộng đồng bà con thế giới, trên toàn thế giới biết. À, bà con. Mong bà con anh chị em mình chia sẻ mạnh lên cái clip này cho cộng đồng thế giới biết là cái con yêu tinh này nó xúc phạm Bác Hồ. Bác Hồ như công lớn lao, công ơn Bác Hồ lớn lao như trời như biển. Mình làm con dân người Việt Nam mình nhớ công ơn Bác Hồ, còn nó là yêu tinh. Nó là kiếp trước nó là con yêu tinh. Vì đó nó cũng có căn tu mới kiếp này cho nó lên làm người. Cho nó lên làm người rồi để mà nó sống tốt, nhưng mà thật sự nó không làm người sống tốt mà nó chửi đảng nhà nước, chửi Bác Hồ, rồi nó xúi người dân đi đốt sạch ba sạch. Bà con thấy không? À, chị Nhiên quay đầu ngược nó xuống đất hả? Ờ, muốn quay ngược nó xuống đất hả cưng? Quay ngược tới xuống đất thì để ngày mai chị, ngày mốt thì chị làm clip nó, clip này cho trọn vẹn đi. Ngày mốt cho nó chổng xuống đất. À, ngày mốt chị sẽ cho nó xuống đất. Bà con thấy không? Chào chị Nhiên nhá, em chào tất cả anh em. Thì em nhờ chị Nhiên mai chị kiếm cho em mấy cái rẻ rách mà có cờ vàng ba sọc đỏ ấy, chị cúng thêm cho nó nữa, cho nó đi cho nó có siêu thoát chị ạ. Ừ, vậy là ngày mai chị làm cho giống nó, ngày mai chị để ba cái cờ vàng ba sọc ở dưới nữa. Đúng rồi chị ạ. Chị kiếm cái cờ vàng ba sọc đỏ ấy, hoặc là cái giấy ấy, nhưng mà chị cho nó nhầu hay là lát vào, không phải chị để đấy, chị thờ cùng với chúng nó. Cho nó đi rồi. Nó cùng đủ bộ chị ạ. Chứ rồi. Một mình cái ảnh này thì nó chưa thiếu. Nên là nó phải có thêm cái rẻ vàng ba sọc đỏ nữa. Em thấy không cái chị này... Đúng rồi. Chị cũng ốc với nó với vỏ chuối. Đúng rồi. Đó. Cái bọn này nó chỉ được ăn vỏ chuối với cả ốc cơm thừa canh. Mai chị nhớ giúp em ngày mai chị cúng cho nó mấy cái rẻ vàng ba sọc, mà cái rẻ vàng mà ba sọc đỏ mà nó nhầu nhầu thôi, chị để cạnh nó nữa chị ạ. À, cái này cúng cho nó cây chổi được không? Đây. Được, chổi cũng được chị ạ. Đúng không, nhưng mà chổi đấy lành quá chị ạ, cái chổi mà rách rách lát lát thôi chị ạ, cái chổi mà chị quét sân nhiều rồi. Xong rồi nó còn ít cái que lưa thưa ấy, cái bọn này nó chỉ được ăn cái đồ gọi là đồ rách lát thôi chị ạ. Rồi, chị cảm ơn em có cho ý kiến. Ngày mai chị sẽ làm cái miếng dẻ rách chị để lên chị cúng cho nó nữa. Đúng rồi, dẻ rách mà phải có vàng ba sọc đỏ chị ạ, nó mới đủ bộ. Mấy cả chị ơi, em thông báo cho chị một tin nữa là cái thằng mà một trong ba thằng mà nó đến nhà anh Lợi Minh ấy, nó đã có tên list ở trong tòa án mời đến rồi đấy. À vậy hả? Vâng. Nghe đâu hiện nay giờ ba thằng đó nó cung em đi sưu tập với chị ba thằng đó, cái hành ba thằng đó luôn nha. Nó ở trên tường nha em ấy, nó đang chửi nhau với em chị ạ. Với cả nó đang bảo là nó lấy tiền nó mua chuộc em kìa chị ơi. Ngày mai chị lấy hành ba thằng đó chị để lên bàn thờ chị cúng nó luôn, cái thờ nó cung trùng với cái sai thấy đi làm luôn. Vâng.
mà em bảo chị là như là này, thằng đấy là thằng Delete Trần, Facebook của nó là Delete Trần, nó ở trên tường nhà em ấy. Với cả cái thứ hai là anh Lợi Minh vừa thông báo cho em là nó đã có lead được triệu tập của tòa rồi. Vâng, anh Lợi Minh vừa thông báo. Mấy cái thứ hai nữa là nó nhắn tin với em, nó dùng tiền nó mua chuộc em. Nó mua Con chuộc này nó em nghĩ hả? mình đẹp tiền quá sao ấy. Hỏi nó 200 ngàn đô đi, triệu đô đi, bằng Nó đang lừa, số nó nhà đang mày bảo đang ở nó bên đem công tiền nó mua chuộc em tao. kìa. Thế thôi chị công việc đi, mai chị nhớ cho em mà chị kiếm cái thẻ vàng ba sọc đỏ chị để bên cạnh nó nữa. Rồi rồi chị nhớ rồi, Chị nhờ chị nhá. nhắc. Cảm ơn em Vâng, nha chào Liên. em, chào chị Nguyên, chào tất cả 500 anh Rồi em rồi nhé. rồi rồi trẻ lên. Ở đây là con yêu tinh này, với ngày mai thì mình cùng lấy ba cái thằng cùng đồng bọn của nó là đốt sạch giết sạch đó cả nhà. Đồng bọn của nó đây, con này là con yêu tinh hay suối bà con đốt sạch giết sạch đi bà con, nó tàn ác, cái miệng nó phun ra toàn là ác ào độc lắm. Con chó con Ly Lan, mày có tin là ngày mai là tao sẽ đưa hình mày lên bàn thờ thờ không, tao mượn cái miếng người ta thờ mày không. Suối bà con đốt sạch giết sạch nè bà con. Con yêu tinh đó bà con. Đây là con yêu tinh đó bà con ơi. Đây là con yêu tinh. Thấy không? Nhưng tốt với nó lắm ha. Cho ăn vỏ chuối nè, cho ăn ốc nè ha. Rồi cúng muối gạo đó không? Đứa nào ha. Cái lũ yêu tinh tụi bay ha. Cái lũ yêu tinh chống cộng tụi bay. Đây sắp tới ha, đứa nào mà lên mà suối người dân đốt sạch giết sạch như con đi xa con yêu tinh này ha, thì tao cho tụi bay ngồi lên bàn thờ hết. Tao mượn cái miếu của thằng Linh này nè, trước khi tao làm nó, tao lỡ tao xin phép thiên thần rồi, ông Linh thiên lắm. Ông miếu thổ thần ơi, cho con mượn cái nhà ông, cái miếu của ông. Đặng mà con trục cái hồn cái con yêu tinh nó về đây. Đặng con nhờ ông thổ thần thổ địa giam giữ cái linh hồn nó vào cái miếu này. Đừng có thả gông nó, đừng có thả gông nó ở ngoài đường nữa, nó sủa quá, nó sủa suối bà con giết sạch đốt sạch. Con nhờ thần linh và miếu thổ thần hãy đem cái linh hồn của con yêu tinh này về cái miếu này, để các ông các ngài hãy nhốt nó lại, đừng có cho nó suối người dân ba sạch giết sạch nữa, đốt sạch nữa. Rồi chẳng những lại thế nào, ốc này nè, ốc quắn này nè, ốc quắn này cúng cho nó, mà ốc quắn này cũng có mấy con nè, chứ không có cúng dĩa bự đâu. Ốc quắn lục xả, hương vị quê nhà cộng xả, ăn vào đó không, chống nhẹ chống thưa phong hàn, thấy không. Ốc này là hương vị quê hương ốc quắn, thấy không. Ớt lục xả, hương vị quê hương, hương vị quê hương đất nước con người Việt Nam sinh người mình ra. Xin con người Việt Nam mình ra lớn lên là sống phải có đạo đức, phải có lương tâm sống của một con người, nghe không. Cô yêu tinh quỷ quái lé, con lé ha, mày ha, mày chết rồi tao nói với mày nghe con lé, mày chết rồi tao sẽ đào ông bớ cha mày hoài ha. Tao mượn cái miếu mày hả con lé, tao mượn mày ngày ngày đêm đêm tao đốt hoài, tao đốt, tao mượn cái miếng thần linh này tao để mày vô đây, tao nhốt mày lại cũng như nhốt chó trong này ha. Mày xuống tới tầng 9, 20 tầng địa ngục tao cũng nhốt mày ha. Mày đi tới đâu là tao cũng có tha mày tới đâu đó nha con lé nha nha con lé, mày nhớ nên nhớ kỹ nha. Nghe con lé, nghe không?
Tao đâu có cúng cho mày đồ ăn đâu, tao cúng cho mày vỏ chuối, tao cúng cho mày trái chuối, nghe không? Cúng quả ốc gạo, nghe không? Nè không, mấy cái thứ này là tao ăn rồi, mày chỉ ăn vỏ thôi. Cái loại mà dông nô á, cái loại mà phản quốc như mày vậy ha, cái loại nghiệp xúc như mày ha, cô yêu tinh chỉ được ăn vỏ thôi. Chỉ được ăn vỏ chuối thôi, con yêu tinh.